các bạn hãy để chế độ 1,25 để nghe hay hơn nhé. Vần của Tối Cường Tộc, tập 319. Nè, hai vị, có muốn trải nghiệm miễn phí trường đến mà tiền bối của các người đã trải qua hàng ngàn năm trước hay không? Đảm bảo chân thực, nhớ đánh giá năm sao. Mạnh quá, người ông vẫn là võ vương sao? Thật sự cùi ám tông bồn tà lao đức nặng hay sao? Thùng thiên bản. Hai tên tiểu tử này sao lại mạnh tới như vậy? Hy vọng hai người kia có thể nhanh chóng giải quyết đối thủ trở về trợ giúp chúng ta. À, khiến cho các người thất vọng rồi. Cơ quan tình báo đã mang kiểu gì thế? Không phải đối đệ tử của bộ hán cao nhất chỉ là võ vương thôi sao? Hay là chúng ta ít rút lui trước? Rút lui? Người đó quân chủ thượng sẽ làm gì với kẻ thất bại rồi sao? Nè, dừng lại đi, người đi rồi sao? Đây là công pháp tà phái gì vậy? Vậy mà lại ngơ ngác nhìn ta vận công. Đem nếm thử uy lực của ba tên võ hoàng tử bảo đi. Trốn cái gì mà trốn? Thôi kì, để ta cho ngươi thấy thế nào mới gọi là phòng ngự thực sự. Cái gì? Đây chính là toàn bộ năng lượng tinh hoa của ba vị mật võ hoàng, lại dám tì không tiếp nhận. Đi. Chỉ là vần trầm phản thừa, làm sao có thể tính là phòng ngự tì đối đây? Ít nhất thì phải cũng gấp 10 lần. Chắc là quên đi lại người sống mất rồi. Thì thôi, trở về để cho Mai Vũ được tìm tin báo của ám tận thùy. Ba ngàn năm cuối cùng cũng thấy là ánh mắt mặt trời rồi. Hình như là sau vụ nổ vừa rồi đã đánh thức cái thứ gì đó. Ta bảo hộ lăng mộ này lẫn chờ thời cơ. Người hai châu Tây Bắc hội tụ hết về đây. Muốn chi bảo trong mộ sao? Muốn có thể cho ngươi tất cả. Lấy đi đi nào. Bảo vật trần nguyên nhất thế giả đều hết ở hết ở đây. Mộ thánh khai. Đây là cảm giác áp bức đến từ linh hồn. Một, liên lạc với tông chủ đến tổ chức đội trộm mộ. Ngàn năm trước thì có một con thủ hệ địa thú gây họa cho Tây Bắc Hà Châu. Mà địa thú có thể so được về võ đế thì người không người nào có thể lấy động được. Trong lúc sinh lên đồ tháng thì có một vị thầy thuốc dù phường đến tận đây. Hắn dựa vào tự vị võ thánh, chỉ dựa vào một tay độc nhất chém địa thú dưới tay. Khi địa thú mất đi thì máu tươi vàng dặm, nơi máu rơi không có một ngọn cỏ. Từ đó thì có hoang mạc. Nhìn từ khi tức, căn mộ này chính là giò thi hài của con địa thú kia đúc thành. Chỗ nói như vậy thì mộ này có thật là của vị thầy thuốc vô phương kia. Theo như lý thuyết mà nói thì tuổi thọ của bò đế và bò thánh rất dài. Có lẽ hắn sẽ không chết sớm tới như vậy đâu. Có thể hắn đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Võ thánh mạnh nhất, vô miệng đế quân, bất diện y thánh. Từ sau trận viện cũ, chư đế đại chiến, thì tinh võ đại lục bị đánh cho chia năm xẻ bảy, linh khí thiên địa bị hao tổn. Mà thiên địa mất công bằng, cùng sinh một thời gian, chỉ có thể sinh ra chính vị võ đế.
Giờ Nam Tây Đi thì chỉ có hai vị phò vợ được mà chú này. Một vị là võ đế mạnh nhất, già đế ta đó. Còn một vị khác chính là Bách Duyên Y Thánh. Sau khi quật khỏi già đế thì mở lối tắt khác, lấy thân thể thanh giả lực áp chế đế quân. Cho nên sau khi già đế qua đời thì nói chỉ có 9 vị đế quân, nhưng mà vẫn giữ lại một cách gọi là thập đại võ đế. 10 vị cầu đại võ đế cũng bình thường. Tứ đại thiên vương cũng có 5 người, mà hoàng đạo thập nhị cũng có 13-14 vị. Chính là bởi vì vị thánh này có cách có thể độc lực võ đế, cho nên mới có thể đánh bại được toàn bộ kẻ mạnh ở Tây Bắc Hạ Châu. Võ hoàng đến phòng cũng có hơn 10 vị, cũng có là một nửa võ thánh ẩn ở trong đó. Có thể hiểu được, nếu như thực sự có được truyền thừa của vị thánh thì giống như là nắm giữ vũ khí hạt nhân. Nhưng mà không phải ngươi ở hiện trường mở mộ đầu tiên hay sao? Sao không được đứng trước? À tổng chủ à, ngài từ từ nhìn thì sẽ biết. Một đám võ hoàng có gì đâu mà nhìn chưa? Lão Cát, chúng ta ngồi không yên. Y Thánh tiền bối tay hạ đất tội rồi. Cụ đấm Vạn Tuần. Ý à, mộ này có kết giới phản thường, càng sống vào thì sẽ bị thương càng nặng thôi. Đến này thì vẫn chưa có ai vào được. Nhưng võ hoàng này đều biết việc mà này mà. Quả nhiên là không có ai nói cho lão cá kia. Người anh em này nhân duyên cũng có chút kém mà. Quân tâm chủ, không ngờ ngài cũng tới đây. Ta cũng đến mộ quỳ thánh để thử vận mày, xem có thuốc nào chưa có mắt của ta không. Công chủ à, đã đâu không gặp. Nhưng mà bên mắt của cô hình như là liên quan tới mặt linh hồn. Chỉ sợ... À không có gì, ta cũng đã quen thất vọng rồi. Quý ở chỗ tham dự mà. Ở mùi hương này, thiên thiên cũng đến rồi. Nhưng mà đây có nhiều tiền bối tu vi cao tham như vậy, không có cách nào để tiến vào mộ huyệt. Nếu như không cho tiến vào thì vì sao mộ còn có thể chiêu cáo thiên hạ thu hút nhiều người tới như vậy? Người hấu duyên chưa tới không được vào cửa. Phát kích nhiệm vụ nhánh, tốc chủ còn tiến vào cấm địa mộ huyệt. Thời gian hạn chế trong vòng nửa giờ. Trong nửa giờ? Chẳng lý thời gian qua đi mộ sẽ lại lún sâu dưới lòng đất sao? Kết giới này lại có thể phản được thường võ hoàng đỉnh phòng, thậm chí là bản thánh. Mình cũng không có cách nào để tiến vào. Hợp đồng à, có gợi ý nhiệm vụ không? Gợi ý, hỡi nghị tài trợ cho người một câu. Bất nhiên y thánh luôn là hai người, chưa bao giờ là độc hành. Hả? Hợp công chịu à, bọn ta đi trước một bước đi. Ta sẽ giúp cô tìm xem có thú gì không. Cậu thằng à, sắp đụng vào rồi. Cứ tin ta đi. Có duyên nghìn nhậm xa còn gặp, không duyên trước mặt vẫn kích lòng. Thì ra mộ này nói người hậu duyên chỉ người và mộ có duyên với nhau. Không ngờ bất gì thánh lại suy tình tới như vậy. Ta đã nói là thiền thiền và duyên định tâm sinh mà. Cái người ai nói có phải hay không? Hả? Ý? Hả? À sao người hai người lại vào đây? Hai người cũng tính là duyên phận ta tới gì chứ hả? Hợi công chủ à, sao cô có thể đi vào đây một mình vậy? Em chủ à, ngài đồng nhiên sòng hoàng, ta liền lôi kéo tôi ký đi theo. Lúc xong vào cơ giới còn nghe được một câu mạnh nhất chì màu, chí cường chi thuận, bổ sung có thể và phá vàng pháp khóa chặt. Những gì ta nghe được là một thể song sinh, nhân quả lẫn nhậu, thú vị thú vị. Ây da, khẩu vị của vị y thanh này hỗn tạp thật, thở lỗi nào cũng nuốt được hết hả? Tư tưởng ta thông minh chứ.